Trước đó, qua nguồn tin của quần chúng, liên minh các biện pháp nghiệp vụ, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng phát hiện Bùi Trắc Dạng tầm thường xuyên móc nối với một số đối tượng, trong đó có Trần Thị Nga 1974 ở số 1 Yên Trung, buôn bản Yên Thọ, thị buôn bản Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, lôi kéo đối tượng ở các địa phương như Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Nghệ An về Hải Phòng tụ tập để hoạt động cờ bạc. Tuy nhiên, nhóm bạc này hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi, như tầm thường xuyên thay đổi địa điểm, bố trí cho các con bạc đi xe khách hoặc ô tô thuê đến một địa điểm cố định nào đó trên địa bàn Hải Phòng, sau đó dùng xe ô tô loại 4 chỗ hoặc 7 chỗ đưa con bạc đến một địa điểm khác rồi đưa lên xe 29 chỗ. Đối tượng bắt đầu Bùi Trắc Dạng. Trên đường đi, xe 29 chỗ này lòng vòng qua nhiều tuyến đường rồi lên đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng nhằm cắt đuôi sự theo dõi của lực lượng chức năng. Sau đó, chúng mới đáp tại một điểm nào đó trên địa bàn các quận, huyện Hải Phòng hoặc thị buôn bản Quảng Yên, Quảng Ninh để lập sới. Hoạt động của sới bạc thiết bị cầm tay này tầm thường được tổ chức 2 ca, trong đó ca 1 từ 14 giờ đến 16 giờ và từ 23 giờ đến 1 giờ sáng sủa hôm sau. Riêng ca 2 các con bạc được bố trí nơi ăn nghỉ và được đóng trước 2 tiếng đồng hồ. Đến ngày 24 tháng 10, chiếm được tin báo về nhóm đối tượng trên đang hoạt động cờ bạc tại nhà của Phạm Thị Dinh 1962 ở buôn bản Ninh Tiếp, buôn bản Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện Cát Hải và công an buôn bản Nghĩa Lộ triển khai phương án kiểm tra bắt giữ. Tuy nhiên do nhà của Phạm Thị Dinh nằm sát chân đê, lối vào độc đạo, nhà có 4 lần cửa chắc chắn. Đến chiều cùng ngày, lực lượng phối hợp bất thần vào kiểm tra nhà bà Dinh, bắt quả tang 18 đối tượng đang cờ bạc dưới cách thức xóc đĩa ăn tiền. Kiểm tra hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn 12 triệu đồng trên chiếu bạc, 50 triệu đồng trong thùng tẩy, một bộ bát đĩa sứ và 4 quân vị, một bộ công cụ độc nhiên quân vị, một xe ô tô 29 chỗ băng kiểm soát 143.272, ghế nhựa cùng một số tang vật khác có liên quan. Bước đầu các đối tượng khai nhận khi nhập cuộc tấn công bạc, mỗi ván chơi sẽ cắt sâu mỗi con bạc bằng 5% số tiền tấn công với mức tối thiểu từ 50.000 đồng trở lên để đưa vào thùng tẩy. Hiện cơ quan công an đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý.